Nếu các bạn có nhu cầu mua Robert thì hãy truy cập robertviet.com. Bán Robert uy tín, chất lượng, an toàn và giá rẻ nha các bạn. Hi, Trang xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại channel Hem. Rất vui gặp lại các bạn trong video lần này. Hiện tại là mình đang ở cái kênh Trendly May Rap của mình. Chủ yếu là để mình đính chính một cái thông tin duy nhất thôi các bạn. Đó là các bạn xem channel của mình thì thấy xuất hiện một cái giọng nữ. Và các bạn kêu đó là giọng của Lê Khánh Dân. Thì mình xin đính chính lại không phải là giọng của Lê Khánh Dân nha các bạn. Các bạn có thể nghe sơ qua cái giọng của bạn nữ này. Rồi sau đó là các bạn so sánh những cái clip mà của Lê Khánh Dân sâu giọng á. Các bạn sâu thử coi giống nhau hay không hem. Mà mấy bạn lại nằng nặc kêu đây là giọng của Lê Khánh Dân. Và mình đính chính lại 100% là không phải nha các bạn. Bạn nữ này chính là bạn của mình. Không phải là Lê Khánh Dân hem. Đây. Sợ anh biết, sợ anh không biết. Muốn anh biết, muốn anh không biết. Điều buồn nhất là... Đấy, đây là cái giọng của bạn nữ, cái người bạn của mình. Và mình đã rủ cô ấy chưa chung may rap. Thì lúc trước á, thì mình cũng định rủ Dân chưa may rap các bạn. Nhưng mà Dân ngại á, nên là không có bình luận ở trong video được. Nên là mình bỏ ý định rủ Dân và mình rủ một cái người bạn của mình hem. Và các bạn có thể là đưa ra câu hỏi đây là bạn gái của mình hay là người yêu. Thì đây chỉ là bạn bè bình thường nha các bạn. Và vẫn chưa phát triển đến cái mức mà trở thành người yêu nha. Vẫn chưa phát triển thôi, tương lai thì mình không biết như thế nào hem. Thì mình cũng nhăm nhe, cũng me cô ấy rồi. Nhưng mà có phát triển được hay không? Đó là dựa vào mình và tùy duyên các bạn à. Và đây không phải là giọng của Lê Khánh Dân. Các bạn có thể so sánh ở cái video này. Kèm theo một cái video của Dân hem. Chứ bạn qua channel của Dân các bạn comment nè. Chị ơi chị làm chung clip may rap với anh Trend. Chị ơi ra clip may rap tiếp đi. Chị ơi sao chị lại làm clip chung với anh Trend. Rồi chị yêu anh Trend hay tùm lum biết bao nhiêu câu hỏi. Các bạn qua channel của Dân comment như vậy thì tội Dân các bạn. Tại vì Dân đâu có biết cái gì đâu. Mà là mà để cho các bạn ghép đôi như vậy. Thì cũng tội Dân trả lời những cái bình luận đó ha. Nên là cũng gửi lời xin lỗi mấy bạn rất là nhiều vì đã để mấy bạn hiểu lầm như thế. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở về chủ đề chính. Săn du biển rồi nào các bạn ơi. Đây, đây, du biển đã xuất hiện. Trời sấm chớp, mưa rơi tầm tã các bạn ơi. Cô du biển nó vẫn sử dụng những cái đòn combo liên kích. Mà nó thường sử dụng bông bóng nước gặp đúng cha trời ơi, cái gì vậy? Mình nói riết mà trời đánh nữa các bạn. Mình cũng không biết tại sao lại bị trời đánh nữa. Có làm gì đâu trời. Mình có tạo nghiệp gì đâu. Vừa lướt lại chưa gặp được du biển là sấm sét nó vỗ vô đầu rồi. Sao mấy cái thiền hải quân đó không gió cho cái thiền hải quân đó một cây hai cây sét gì đó cho nó ớn. Dí dí mình thấy ghét à. Bắn cái tàu mình còn nhiều đầy máu luôn nè. Tốc độ di chuyển còn lại có ba mấy à. Trời ơi. Chạy kiểu này gặp thiền bự dí theo nọng thôi 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 thôi. Chắc là mình đưa nó luôn cái tàu rồi luôn á các bạn chứ chạy gì nữa. Chạy chạy phía trước mà đằng sau đích đại pháo đại bác cứ tọng liên tục. Chịu gì thấu. Thôi nè 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 mệt quá. Không chạy nữa này nè. Đó giờ vô cái góc này á muốn bắn được đó bắn. Ủa đâu à. Bị kẹt ở đảo rồi. Vậy thì mình đây mình tấn công du biển các bạn. Mình sẽ tấp liên hoàng thiên thạch vào đầu du biển. Còn hải quân nào nữa không? Chắc không đâu. Có một chiếc thuyền nó dí à. Độ rảnh rang cũng hơi bị cao nhưng mà hình như là cũng chối rồi. Sấm sét không vọng cho thêm vài pha cho ứng trái cái tàu luôn đi. Dí dí hoài phát bực à. Trời cũng pha ke. Pha không? Chờ đi, chưa biết với chưa sơi mình hồi mình cũng ra quýnh được các bạn ơi. Chứ không ổn. Nếu mà mình giờ mình bay cái cục đá là cũng được nha các bạn. Nhưng mà nó gầm cái xong cái rớt cục đá xuống à. Dục cục đá. Cái mình rớt xuống biển không được. Thế là mình chờ chiêu xê và chiêu ít hồi em. Ủa bạn nam sao thoát được ta. Còn bạn HV Gamer bị lỗi gì nữa hả à? Ok cứ đánh đi bạn. Cố gắng lên lắc lắc lỗi lỗi gì cứ đập hết đi. Quém hết. Ngầu á. Xài những cái chiêu dữ dội dằn dện vô. Chắc là mình đủ đam rồi đó. Nó vẫn sử dụng những cây cú gầm rống như lúc xưa. Vẫn không có gì thay đổi hết. Chỉ có hai chiêu nó có thể sát thương được tầm xa thôi bạn. Đầu tiên là bọt bong bóng. Kế đến là cái chiêu mà nó phà ke ánh sáng màu xanh blue hem. Còn cái chiêu rống đó đó thì sát thương cũng cao các bạn. Nhưng mà các bạn phải lại gần đó. Nhưng mà mình đứng xa mình đánh mà. Mình sợ gì đó 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 chiêu này nè. Đỡ vẫn nhíu như thường nha các bạn. Video lần trước thì mình cũng nói về chiêu đó này ha.
dù các bạn bật haki hay máu các bạn trong cỡ nào đi chăng nữa thì đỡ chiêu đó là cũng rống các bạn ơi. Rồi con du biển là sắp chuối rồi, ráng sang con du biển kiếm cái đồ triệu hồi du biển ra các bạn ơi, triệu hồi du biển ra đánh chơi, nó phụ giúp mình các kiểu gì đó. Chung là cái game này các bạn không cần phải đạt được cái số bounty nhất định để sở hữu nữa em, các bạn chỉ cần chăm săn du biển là sẽ được thôi. Mình nghe mấy bạn đồn có cái đó mình mê quá nên săn du biển tối ngày các bạn. Dồi dồi dồi, lấm lấm lấm, lấy lấy lấy, ở dưới đất toàn gỗ không, lụm gỗ lụm gỗ với lụm cấp các bạn ơi, chứ không lụm được gì hết à. Rồi bây giờ kiếm thêm con nè các bạn, đi tìm thôi nào, chờ đợi gì nữa. Ủa quên các bạn, để mình Ali bạn Hoài Nam vô cái mới đi kiếm được, còn không Ali sao đi kiếm được các bạn. Rồi ok. Ý ôi bạn Vy cái mơ được cái áo kìa các bạn, ui ngon vậy, ơi ơi ngon thế, được cái áo đó của mình được rồi. Ôi, cỡ cái này mà mình ly khai Ali mình lấy cái búa mình vố trong đầu nữa bạn. Rồi nhưng mà cái búa mình đâu có đang chiêu rờ đâu, chủ yếu cái chiêu rờ nó vố đầu đã. Rồi ra ngoài tiếp tục các bạn ơi. Thằng tiếng kia lão biển xuất hiện nữa. chết dần rống farm cầm trái bơm nổ bển các bạn, farm hả nhíu du biển bắn rống không. Dân để vài bữa mình kiếm trái quỷ lâu ra cho dân nha, như là trái hi ơi hình như là bạn Bin có nè, rồi bạn Nam có nè, thì kêu bạn Bin với bạn Nam gửi cho dân trái quỷ đó cho dễ farm, coi như cũng là một cái suột để giúp dân mạnh mẽ sau này em. Ôi chặt chặt con khỉ này, nghe nói ghe ăn thức ở hay gì vậy mà đúng thiệt các bạn ơi, nó canh lúc nào không canh, canh ngay lúc này quém mình. Tào ngư còn gặp du biển nó cũng ganh tị nữa chứ. Nghe mình nói định cho dân trái quỷ cái bắt đầu sao ai cũng nghe ăn thức ở hay ta, cả du biển cả khỉ già nữa. Rào đừng nha nó phà cái là mình toàn à chơi luôn, còn bao nhiêu vốn liếng lấy bữa hết, người ta ghét mình rồi các bạn ơi. Thêm một phát nữa là mình đi nè, xài chiêu vô, dứt chiêu dữ dội dằn dện vô đây, phà vô, ừ đó, một chiêu nữa, chưa đâu, chưa chuối đâu, đây nè, mới chuối để chạy hết nổi rồi, ơi ơi, nằm rồi, nó say sang nó, ta ghét ai bển nữa bạn, không sao, mình cứ nằm đây tịnh dưỡng cũng hưởng cấp được bạn, ui. Ngon, cá tanh à của du biển các bạn ơi. Trời ất ơi, nằm không cũng có ăn nữa các bạn. Cái này đúng với câu châm nhôn nè, không nằm mà đòi có ăn, mà có ăn thiệt các bạn thấy chưa, mình đủ đam mới có ăn chứ, mình thả thiên thạch nãy giờ mà. Tại con du biển nó ganh tị, mình cho trái quỷ cho dân, rồi bắt đầu đó dám phà mình. Thì nó phà mình để ý đến nó, chứ đâu phà mình đâu để ý nó đâu. Đó, một kỳ kiếm ra nè. Ngon. Bạn nào rống các bạn, đánh du biển hổm giờ nó có cái gì, thiết xa nạ cũng không có nè em. Rồi cây katana cũng rất bắp luôn nè, mà giờ mình có mình múa bay trước mặt của bạn ấy, tức lắm, đứng chết lặng đằng kia luôn rồi. Chắc bây giờ mà thoát Ali ra đó là dắt búa mình đó các bạn, một búa ra chắc. búa rồi búa mình kìa các bạn ơi. Nhưng mà bạn đó phải ly khai Ali nữa kìa, rồi sau đó bấm mình rồi vỗ vô đầu mình kìa, nó mới hợp lý. Ôi, nằm không mà cũng có được kiếm nữa các bạn, nằm tập lặn. Tại vì các bạn cũng biết là mùa hè đã tới rồi, em nóng nực, mình nằm mình lặn xíu thôi, katana của du biển tự rơi vào người. Ở bên đây làm gì đông vui với người ta, đang giúp dân farm khỉ già các bạn ơi. Ý, bác với gamer cho dân trái quỷ lớp kìa bạn, nhận lấy ông ta. Cái đó farm cũng ok lắm á, nhưng mà nó không nổ ngon bằng cái chiêu C của trái bơm bơm, và nó đánh đơn mục tiêu nhiều hơn ha. Còn bơm bơm thì vụ bày là đánh ba mục tiêu, nhưng mà mình thấy á thì trái lớp thì nó vẫn ok hơn. Nói chung là tùy vào mấy bạn farm, mấy bạn cảm nhận thôi.
chứ mình trải nghiệm hai trái quỷ đó không có nhiều nên là cũng không có cảm nhận sâu sắc lắm đâu. Liêu liêu mình hả? Liêu liêu hả? Cây gì đây mà liêu liêu? Thấy gì chưa? Từ nãy giờ đâu có để ý các bạn. Tưởng đâu có cái áo liêu liêu mình. Mình bây giờ mình cũng có một món legend, một món rare rồi, bạn có gì? Có cái áo thôi dám khoe trước mặt mình hả? Nhưng mà cái áo nó ghê gớm hơn nữa các bạn ơi. Cái áo tăng hình như là 75 máu, rồi ta rồi giảm đam, rồi tăng hồi phục máu gì tùm lum hết á, tăng hai ba đường nữa, ghê lắm. Thôi mà không sao, có cái kiếm được vào thì cái áo từ từ lấy các bạn ơi. Liêu liêu à, liêu liêu hết liêu liêu rồi, ngon lành ăn không chị. Mà em kêu ăn không chị vậy là em phải thải trái quỷ ra nằm trước mặt để coi người ta ưng ý người ta ăn hay không. Mà quên các bạn, quên 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 quên, mình đang định nói là có gì chị lấy chị bỏ túi mà chị chưa bỏ 500 Robux ra mua túi các bạn ơi. Vậy là tính ra là các bạn mua túi trái quỷ là 500 Robux nè, rồi tiền vào trải nghiệm game là 200 Robux, tổng cộng là 700 Robux nha các bạn. Chưa tính các phí phát sinh như là reset điểm, rồi bỏ đi năng lực trái quỷ nữa nè. Nói chung là tùm lum hết, các bạn vào đây các bạn trải nghiệm đi, rồi các bạn sẽ tốn Robux rất là nhiều em. Nói thật sự là cái game này là dành cho những bạn nào mà Robux khấm khá một tí em, chứ có nhiều thứ kinh khủng khủng khiếp lắm, các bạn trải nghiệm game rồi mới biết được em. Thì hiện tại là mình đã có được cái cây kiếm ghê gớm gớm ghê rồi các bạn ơi. Trời đất ơi, vừa mới nói cây kiếm cái con khỉ nó ghim trái chuối vô người mình các bạn, kêu anh đây cũng có cây kiếm nè, mà cây kiếm của anh hơi cong xíu, cong cong vậy mà kiếm dính phao câu mình luôn kìa các bạn. Hình như là mấy con khỉ này từ khi mà nó thấy dân vào server đó bạn qua đây á thì đều đều lẩn tặng chuối cho dân hết nè, rồi anh đuổi mình đi, các bạn thấy nó phang chuối liên tục mình không, mình đi lượm gỗ thôi mà cũng làm quá lên, cứ phang rống mình không. Đó 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 đó, chuối bay tét đầu các bạn ơi. Rồi lại sửa thiền em, không quan tâm đến khỉ nữa, trừ đi sửa thiền mà chuối đâu mà bay ngập trời vậy trời, con khỉ này quá đủ rồi nha. Ấy được rồi các bạn à, video lần này thì coi như là cũng có thu hoạch rồi em. Đây là thu hoạch không lớn nhưng mà cũng được cây kiếm của du biển rare rồi các bạn à. Thì cũng chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra theo dõi video của mình ha. Và hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Ôi cha trời ơi, vậy cũng phân chuối nữa. Bye bye các bạn và hẹn gặp lại em. Cảm ơn bạn Nam và bạn HV Gamer đã hỗ trợ mình săn du biển trong clip ngày hôm nay. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.